Đây thì ở trên tay mình đây đang có một con iPhone 11 Pro Max màu xanh này, lô hàng A cộng nhá. Ở đây rất nhiều những cái máy là hàng A cộng này. Đây, các bạn nhìn thấy cái chữ A cộng này. A cộng này, còn có một số ít là hàng lô A này. Đây, cái chữ A này. Có nghĩa là A cộng nó sẽ đẹp hơn A, hiểu không? Có nghĩa là A cộng này nó sẽ đẹp hơn là cái thằng A này. Đó. Thì đây là hàng A cộng nhá. Thì rất nhiều những con buôn nó bảo đấy là cái hàng mà hàng kiểu này này, nó ngon lắm, ngon vừa. Đây nhé, mình cho các bạn xem thử một cây ví dụ nhé. Thì đúng là trong những cái lô máy này, thì nó có đến khoảng tầm 90% tất cả những con máy này nó là hàng zin nguyên bản. 90% thôi nhé, chứ không có phải là tuyệt đối nhé. Thì đây mình cho mọi người xem một con máy nhé. Màn hình của nó đúng là màn hình zin nhé. Chuẩn zin nhé. Màn zin này. Đó. Nhìn chưa? Màn zin nhé. Zin đét nhé. Đây không phải là màn ép kính, cũng không phải là màn lô nhé. Nhưng cam thì bạc này. Các bạn nhìn này. Cam bạc này. Ốc đít thì con thấp con cao này. Đây, ốc đít con này cao hơn cả viền này. Đó, ốc con này cao lồi ra này. Đó, con này thì thấp này. Con thấp con cao đúng không? Con này bị thọt. Ốc đít là con này bị thọt nha. Vỏ là vỏ zin nhá. Kính lưng zin nhá, chuẩn nhá. Hình thức đẹp nhá. Hình thức đẹp, đúng không? Thế con máy này là con máy zin nguyên bản à? Ở những cái lô máy như này này, nó sẽ phân ra đấy là có hàng bị thay màn hình rồi thì nó là màn lô. Đó, hàng chưa thay màn hình thì nó là hàng zin. Nhưng zin không có nghĩa nó là zin nguyên bản nhé. Các bạn phải nhớ là không nghĩa nó là zin nguyên bản. Máy cũ muốn biết nó zin nguyên bản hay không zin nguyên bản phải mở ra nhìn mới biết được. Cắm mày rút anh cái khay sim ra cái nó còn áp. Đây, test áp cho mọi người nhìn nhé. Mút phù phù luôn nhé. Không còn tí hơi nữa nhé. Chẳng còn tí hơi nào cả nhá. Không có áp. Đó, thế con máy này có phải là hàng zin không? Đây không phải là máy zin nguyên bản. Mà con này thích có áp thì dán là áp phát là có ngay. Và những cái lô máy này về đấy, nó luôn có những cái tỷ lệ bị lỗi. Lỗi thì phải sửa, lỗi thì phải thay. Mà khi sửa chữa thay thế rồi đấy thì nó không còn gọi là máy zin nữa. Ví dụ những con máy mà nó bị lỗi trên main nhá, lỗi wifi nhá, phải sửa trên wifi ấy, thì nó thành đấy là máy dựng. Máy dựng thì những con máy này nó vẫn bán ra thị trường nhưng nó không đi đâu cả. Người ta không cầm con máy người ta đáp đi đâu. Không có một thằng nào cầm con máy đáp đi cả. Và nó cũng chẳng tháo ra để nó chỉ bán mỗi linh kiện. Tại vì tháo ra bán linh kiện ấy, thì cái main nó bán cho ai? Đó. Thế nên là cái main nó phải sửa. Sửa xong nó lại nắp vào đây và nó bán tiếp. Thế nên đi mua máy cũ ấy, muốn biết nó ngon hay không ngon ấy, phải kiểm tra được. Chứ còn chỉ có nhìn bên ngoài này, không có một ai biết được cả. Kể cả mấy thằng nó gọi nó là thợ, có bố nó cũng không biết chứ đừng nói nó. Đó. Đây, phần này. Thế nhá.